Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại xem video của em. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người đó chính là đèn pha của Toyota Altis 1.8 2011. Sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới mọi người là sản phẩm của công ty TIC tại Đài Loan. Đây, em cùng nhìn nhé. Rất là chất luôn. Đây là phía mặt trước của pha này. Đây là các cái điểm để chúng ta sẽ bắt vào cái chỗ khung xương, chỗ chờ đèn pha. Đây, công ty TIC Thái Lan tại Đài Loan. Đó, em nhìn rất là đẹp. Đó, vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là cái đèn pha của Altis 2011. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.